vị khán giả đang đến với chương trình Con Đã Lớn Khôn. Chương trình hân hạnh nhận được sự tài trợ bởi nhãn hàng sữa tươi sạch TH True Milk. Thưa quý vị khán giả, với mỗi một tập phim chúng ta sẽ cùng đến với rất là nhiều cảm xúc dạt dào mà những nhân vật chính trong tập phim ấy mang đến. Và Thanh Thảo tin chắc khi các bé tham gia vào chương trình Con Đã Lớn Khôn cũng sẽ là một kỷ niệm rất đẹp đối với các bé. Trước khi chúng ta bắt đầu vào cuộc hành trình thú vị ngày hôm nay, cho phép Thanh Thảo được giới thiệu những khách mời đặc biệt đang có mặt tại phim trường. Đầu tiên đó là Thạc sĩ Võ Thị Hồng Trước, hiện đang là giảng viên khoa tâm lý giáo dục trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh. Nhân vật thứ hai cũng rất là quen thuộc và đã từng tham gia để chia sẻ với quý vị khán giả. Xin được giới thiệu diễn viên Lý Thanh Thảo. Còn bây giờ xin mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng làm quen với những nhân vật chính trong chương trình ngày hôm nay. Chương trình Con Đã Lớn Khôn ngày hôm nay sẽ đến với câu chuyện về một đôi bạn thân sống ở khu cao ốc An Khang, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh. Jin Jin tên thật là Trần Hoàng Minh Trang, năm nay được 4 tuổi 7 tháng, là con gái. Nhưng Jin Jin rất nghịch ngợm hiếu động và cô bé có khả năng nói chuyện liên tục không ngừng nghỉ. Trái ngược với tính cách của Jin Jin thì Minh Anh năm nay vừa tròn 5 tuổi, lại là một cô nàng tiểu thư và rất nữ tính khi luôn thích làm điệu và chơi búp bê. Ngày hôm nay, mẹ mua cá và hai chậu hoa để biếu bà ngoại. Gần đến giờ đi thì mẹ lại bận nên mẹ đã nhờ hai bé. Minh Anh, Jin Jin ơi, ra đây mẹ nhờ chút việc nào. Mẹ nhờ hai đứa nha, ôm cá với lại hoa này mang qua cho bà ngoại để bà ngoại trồng. Mẹ dặn là cá này con phải giữ cho cá nó sống, cho nên là đừng có làm rơi làm vỡ, nếu mà là vỡ thì cá sẽ chết. Đây nè, mẹ để cái túi này trong ba lô cho con ha. Cùng nó ăn cùng cá đi, chứ mình cùng hai cái mẫu rồi. Nè, anh nào xách cái giỏ hoa này giùm mẹ nha. Duyên luôn. Duyên luôn hả? Duyên xách hai giỏ hoa luôn hả? Nặng quá. Còn ông cái này nó đỡ nặng được không? Đấy. Mình cầm giỏ hoa này. Bạn nào cầm cá thì sẽ ôm giỏ hoa này. Còn bạn nào đi một mình thì xách giỏ hoa này, được chưa? Yeah. Rồi, hai bạn lên đường nào. Quãng đường từ nhà Jin Jin tới nhà bà ngoại dài khoảng 500 mét thôi, nên cô bé rất nhớ đường đi. Thế nhưng Minh Anh thì lại chưa bao giờ đến nhà bà ngoại của Jin Jin cả. Và cộng với cái tính cách tiểu thư của cô bé, thì không biết hai cô bé có hoàn thành được nhiệm vụ mẹ giao không? Với cái thử thách ngày hôm nay dành cho hai cô bé đều trên 4 tuổi thì em nghĩ nó cũng không quá khó khăn. Nhưng mà có một cái điều đáng chú ý ở trong cái lời mẹ dặn đó là cá được bỏ trong một cái bọc, mà mẹ dặn là nếu mà bị bể cái bọc này hết nước thì con cá sẽ chết. Em nghĩ đây sẽ là một cái chi tiết mà các bé sẽ rất là nhớ và sẽ là một cái tình huống để chúng ta có thể thấy được cái điều thú vị trên cái hành trình này. Thảo cũng nghĩ vậy, tại bởi vì ngay thì tuổi thơ á, một con vật mà chết đi đối với Thảo nó trở thành một cái ký ức đậm. Thì Thảo nghĩ đối với các cô bé này chắc cũng gần giống mình, để xem coi như thế nào. Xin mời quý vị theo dõi tiếp ạ. Chị nói cao bộ mình đi, mình nặng quá Duyên. Đấy. Tạm biệt mẹ lên đường, các cô bé rất phấn khởi khi lần đầu tiên được tự mình giúp mẹ. Thế nhưng chỉ đi xuống tới cổng chung cư thì có vẻ như việc ôm cái chậu hoa với Minh Anh không hề đơn giản tí nào. Chút xíu rồi đây, để mình vệ sinh đây. Chuẩn bị ở đây nè. Cho con một nụ cười, cho con một nụ cười, cười ra nha chồng. Thông cười. Đây. Tiếng hát của Jin Jin đã thu hút sự chú ý của hai vị khách quý này. Và không hết đỏ nữa. Thôi em này cũng đi dần mình rồi. Mình xếp lên nè buồn nè đi. Bé mình cầm hộp pha cho. Bé mình cầm hộp cho. Hai đứa cầm nhé. Bé cầm đây sợ là đi một mình đâu có tội đúng không? Đúng, có bạn bè mà. Ừ đúng rồi, có bạn bè thì đâu có sợ. Có
một mình không có bạn bè thì mới sợ, đúng không? Đúng rồi. Ừ, đi đi. Chắc đây không trở về đi nha. Ờ, mình biết rồi nha. Với một quãng đường dài thế này thì sự chia sẻ với nhau thật là cần thiết. Đã cầm cá đi. Nhưng đột nhiên trời ơi luôn. May quá chứ sao. Nó thương mình vẽ mà. Ừ, đi thôi, không trễ giờ. Cẩn thận nha. Không là cá nó bị chết mất. Được không? Thôi để gặp Khoa ở đây đi. Con phải ngồi ở sofa. Ơi, bẩn hết rồi bây giờ. Không sao đâu. Về nhà tắm rửa mà. Thế mình cầm cho. Mình khổ cho mẹ. Con cá nó bơ trong bên nặng quá. Rồi sao mà cầm được đây? Đéo trễ mắt. Ừ, mình sẽ đi thôi. Mình sẽ cầm đây. Đây mình sắp cho đỡ nặng. Đi nhanh lên Dinh ơi. Nhanh cái chân lên. Biết rồi. Mình sẽ đi hồi dưới chạy trường lão đi xíu đi. Nếu ai mà đi khác là những vật trắng thì này sẽ xin đường. Đúng rồi, mình phải đi thôi. Trễ là mọi người đi ngủ hết đó. Mình phải đi nhanh lên. Đúng rồi. Mình phải đi lần nữa nhanh. Cẩn thận nha. Này không phải ngủ rồi. Bạn cầm chung với mình được không? Ờ, được đó. Mình sẽ đi cùng với bạn. Mình phải đi thật nhanh nhanh nữa lên. Mình sẽ khỏe vô cái chỗ đó. Giờ mình sẽ đi một đường thẳng. Chờ đến cái cờ. Ờ, mình đến trời. Mình phải đi nhanh dừng lại. Tí đi. Ờ, nghỉ tay một tí đi. Hay ngồi xuống đây đi. Cũng sao. Cũng khẳng sao. Hay mình ngồi xổm đi mình. Tay mình bê cho. Đừng bê. Mình không còn đâu. Tính dậy nè. Hãy đi tiếp. Đi qua đường này đi. Nhưng mà cẩn thận. Việc tán chuyện không ngừng nghỉ đã làm cho hai cô nàng nắm chuyện này phải cần đến sự trợ giúp của hộp sữa. Ồ, hay là một uống sữa. Ừ, cá ngủ rồi nè. Tỉnh dậy ngay lập tức đi nè. Tỉnh dậy ngay lập tức đi nè. Ơi, mình sẽ cầm cho bạn. Chúng ta cô nè, cầm hộp sữa này đi dùm mình rút thùng rác. Ơi. Đợi bao một chút nữa. Mau lên, đừng để đi mà. Bạn để cái, bông hoa xuống. Bạn lấy cái này phụ mình đi. Thế nhưng khi mà vừa uống sữa xong thì Minh Anh đã lại. Mình là cô. Và một lần nữa, bịch cá lại. Ông, không sao lắm. Bạn cầm một chiếc này đi. Bạn còn cái này đi. Ờ, mình biết chưa. Giờ thì lại đến lượt cái chậu hoa trên tay Minh Anh. Ơ, không sao đâu. Không bị do đưa đúng không? Mau lên, trễ quá mọi người sẽ ngủ mất đó. Cảm ơn con hộp sữa phụ bạn nhé. Trời nắng khé quá. Thôi mình sẽ đi nào. Chó. Con chó này ở trong cổng nhà mà phải không? Rồi. Không, không có phải ở ngoài đường, không phải lang thang ngoài đường mà không biết sao hai cô nàng này sợ như vậy. Bây giờ với cái cản trở này thì chị Trước và Thanh Thảo đoán thử xem là ai sẽ là người quyết định động viên bạn mình đi tiếp, là Jin Jin hay là Minh Anh? Hiện bây giờ là Minh Anh là đang chủ động hơn á, tại vì Minh Anh nói là đứng tí xíu đi, đợi tí xíu thì sẽ đi vào đúng không? Sẽ đi vào thì mình đi tiếp thôi. Bây giờ chúng ta theo dõi tiếp xem là các bé có đi tiếp cuộc hành trình này hay không thưa quý vị. Đường vừa nãy đâu có chó gì đâu. Không, đường đó sẽ bị lạc đó dừng lại. Thật là chó. Mình đi trồn nè. Sao bạn cô nói hoài vậy? Yên lặng cho mình đi. Đó. Cẩn thận thiệt á. Tôi kiểu đi cẩn thận kìa. Bạn làm cái gì vậy? Đây là như một cái cát thôi mà. Mọi
mau lên. Bạn đừng có nói nữa được không? Ủa, đi đường khác đi. Đi đường hồi nãy được. Nếu như để mà nãy hù bạn đó. Hù bạn gì? Hù chó. Hù chó. Hù chó. Nào bạn biết. Hù đi. Bạn nhắm mắt lại đi. Châu, châu, châu. Chỉ dầu, dầu, dầu. Sao mà đi đường đó rồi thấy khẩn khẩn chó đó, nó đang bị nhốt trong nhà mà. Đúng rồi. Quá cẩn thận. Ủa, bạn nhát gan luôn. Gọi đúng tên luôn, gọi đúng tên luôn. Mẩy lên. Bạn mẩy lên nào. Đừng có nhanh quá, sẽ bị vấp ngã đi. Vinh dừng lại đi, mình mở tay nó. Chờ mình một tí. Chờ mình để mình uống sữa xong nhé. Mình cũng thấy vậy đó. Nghĩ hay thì hai cô này giống như là đang đóng kịch với nha. Đợi mình mà đã nhé, mình uống sữa xong đã nhé. Chỉ cần hỏi nha, ở đây có ánh nắng nhiều lắm. Đâu có đâu. Ở trên thì nắng một xíu. Đúng, mưa rồi. Chúng ta đi tiếp đi, nó không chỉ dễ trẻ, mất. Sao trẻ. Thôi bạn đem cặp cho mình đi. Được rồi, thật cái là bên này. Bỏ vô. Tụi vô đó. Đi mình cầm cá cho bạn. Bạn sẽ cầm hai bình khoa này. Không đâu, nó không chịu kìa. Mình sẽ để cái ta sẽ cầm đi. Nhưng mà cả nhà ngủ rồi đó, mình phải đi nhanh thôi. Đúng rồi ha, mình cũng phải đi nhanh lên chứ. Ông, ủa nhà ai vậy? Mình không biết. Nhưng mà nhà đó là nhà của người khác, không nhà của tụi mình đâu. Ừ. Không phải, phải đi ra bên này chứ. Ờ, đi ra bên này. Nhưng mà đường kia có chó. Một lần nữa, thận. Cái chậu hoa đã lại. Tụi bên kia có chó. Bạn giúp phụ. Ừ. Bên này, mình phải phụ bạn. Đã hoa dầu cậu. Nha. Mà mình sợ chó ở đằng kia lắm. Này quên hoa sao? Ừ, bạn cầm đi. Thôi bạn cầm đi. Mình cầm một đống đồ này. Mình đâu có muốn tay nào để cầm cái bình hoa đó. Mặc cho Minh Anh ra sức thuyết phục thì Jin Jin vẫn rất kiên quyết. Không. Cầm hai đài, bạn cầm đây là khoa lết chết mất. Ý nào? Nhưng mà cẩn thận đấy. Đừng đi trong ổ điện. Nhưng mà đường này đâu có chó gì đâu. Ồ, chẳng có chó gì đâu. Ừ, mỗi nên một bước là phải nhẹ nhàng. Ai đi đường kia kìa. Mình phải vòng qua đây. Không đâu, đường này mới đến nhà bà ngoại cũng tụi mình được. Ừ, mình phải đi thôi, cẩn thận. Nè, có phải đường đó đâu. Đường đó là bị lạc đường đấy. Chó ở đằng sau cây này. Đường này mới đến nhà, nhà mẹ, nhà bà của mình luôn. Không có chó đâu. Đi thử đi. Ừ. Không có. Không có. Mình đâu có thấy. Bạn nó sẽ quá. Anh dừng lại, dừng lại. Mọi chuyện đã tưởng chừng như êm xuôi. Khi mà Jin Jin thuyết phục được cô bạn gái của mình thì một rắc rối đã xảy ra. Bà dùng cái túi của bạn đi. Túi của bạn có viên đông mà. Nè, bạn thả, bạn mở cái kia nha. Nhưng mà với kia nó uống mùa nào đây. Ô, nhìn kìa. Trời ơi, cá hết chết rồi. Bạn lấy cái gì? Trời ơi, bạn xin. Mình xin bạn đó nè. Mình xin bạn đó nè. Bạn nằm đi. Bạn nằm mau lên. Nếu không chết sẽ chết. Cuối cùng thì sau những giọt nước mắt khóc thương cho những chú cá thì Jin Jin của chúng ta cũng đã tìm ra cách giải quyết. Bạn về hai tay ra bạn cùng đi. Không sợ. Không đâu. Không, bạn cứ thả xuống đi. Bạn cứ thả xuống đi. Không,
Ba la đây. Tội nghiệp quá. Ba la đâu nên. Thôi bạn đi, ai bảo bạn làm gì? Ba la, ba la, ba la, ba la. Thôi đi về nhà. Là cần phải nhanh chóng cứu sống những chú cá tội nghiệp bằng cách này. Dạ, dạ, tôi sẽ đi ngay bây giờ. Dạ. Xong giờ, bạn bỏ cá rào đi. Bạn cầm cái túi này, bạn bỏ cá rào. Để mình bỏ hết nước vào luôn. Bạn bỏ cá rào đi. Bạn bỏ cá vào đi. Bạn bỏ vào đi. Hả? Cái bọ không có quay cái miệng là bao ấy, tội nghiệp quá. Bạn thấy là bạn ra bạn cũng đổ nước vào luôn đó. Anh đổ mi lông cho. Không bỏ được sao? Bạn lấy túi của bạn ra bạn bỏ kiếm nước của bạn. Đi. Không, mi lông của bạn nó làm sao bạn lấy nước của bạn á. Đâu? Bạn kia người bạn tự lấy đi. Mình anh rối luôn. Không biết phải làm. Nghiệp quá. Thế nhưng nỗi lo lắng đã quay trở lại với Xin Xin. Và cô bé quyết định. Bạn đổ nước của bạn nghèo lên mà ông mà. Thế nước rồi. Nhưng mà sao mà gỡ được cái dây thun này nha. Coi tới cái lúc này giống như là cái cảm xúc của mình cũng được đi theo cái cô bé Jin Jin này. Hôm nay Jin Jin coi là cái đoạn này mà Jin Jin cũng rưng rưng nước mắt luôn kìa. Không những Jin Jin mà bố mẹ cũng không kèm được cảm xúc nữa rồi. Sao con khóc, con nói cho cô Thảo nghe coi. Bởi vì là con cá nó bị bể cái bạch mà bạn Minh Anh không giúp con. À, con sợ con cá nó chết đúng không? Dạ. Cô Thảo thấy vậy con có thương bạn cá không? Dạ có. Chắc là con không dám đúng không? Cái tình thương, cái sự quan tâm đối với bạn cá nhiều đến mức mà quýnh quán lên rồi không biết phải làm sao nữa. Mà bây giờ thì em nghĩ là cái tình huống sắp tới đây thì Jin Jin còn rối hơn nữa. Bởi vì cá bây giờ đã nhảy ra đất rồi. Nhưng mà biết không, không biết chuyện gì xảy ra với trẻ con đâu cho nên em xin mời quý vị khán giả theo dõi tiếp ạ. Một con vô nè. Cá cá đừng có nè. Không mà bỏ vào đây đi. Nhưng không thể chết được. Được rồi đó. Tụi mình đi mau đi. Nè, cá sống được rồi đó. Mừng mà thấy thương quá. Giống thèm chậu hoa, chậu gì á. Hai con cá lớn hai chậu hoa. Xin nuốt đi. Một con ít nuốt nên nên cá không có sống được. Ôi, mình phải đi tìm. Đi vô trong phòng đi. Vô trong phòng đi. Mỏi đến phòng nữa. Vậy là đã cứu được những chú cá nhỏ này rồi. Cảm ơn con. Ở đằng kia kìa. Con bước phải thả gì giao đi cho nó ăn nè. Không, nó như vậy là đủ rồi. Không có, nó được nhiều nước này dậy được rồi. Sao này mày không được mặt ướt đâu.
mà cứ cá được an toàn thì giờ lại đến lượt. Sao mình cầm cái bó này? Hy vọng chậu hoa này vẫn còn nguyên vẹn khi tới nhà bà ngoại. Trở nên căng thẳng khi hai cô bé của chúng ta đã trở nên mệt mỏi. Bạn cầm mong lên mà còn nghiệp đi nữa. Bạn cầm đi. Tội nghiệp quá. Thêm một lần nữa, Minh Anh hậu đậu đã lại. Bạn ơi, sợ mình rồi. Không sao đâu. Bạn không đau cho lắm đúng không? Trời, từ ngữ quá. Chị đùa. Ý như phim vậy. Ông treo chứ. Chỉ còn một quãng đường nữa thôi là tới nhà ông bà. Sự vui vẻ đã trở lại với các cô bé. Đi thật nhanh về thả cá thôi nào. Cú sống thành công. Qua cái tập phim này thì hẳn quý vị khán giả cũng như Thanh Thảo đã cảm nhận được một điều rằng là tình yêu thương động vật của các bé nó đã là một cái bản năng ngay từ những ngày đầu tiên rồi. Với các bé, vạn vật xung quanh đều là những người bạn rất là dễ thương, rất hiền hòa và đáng yêu. Trẻ con nhìn thế giới là đồng nhất, tất cả mọi sinh vật đều như nhau, đều có tình cảm, đều có sự sống, đều biết yêu, thương, ghét và đều là anh chị em, bạn bè, người thân của các bé hết. Thì đó là mình Thảo mới nói đề cập cái vấn đề là bản năng là ở cái chi tiết đó. Nhưng mà cái bản năng đó đó mình phải duy trì và củng cố. Thì chúng muốn nói đến cái việc giáo dục tình cảm đối với thế giới và đối với sinh vật là cái này là vai trò của người lớn. Xin nói thêm điều này một chút. Cái chi tiết cuối cùng khi mà thả cá xuống hồ, mình nhìn thấy cái gương mặt rất là thanh thản, rất hạnh phúc. Mình nhìn thấy tất cả tình cảm, tình thương của các bé đối với con cá này dồn hết cả vào cái hành động cuối cùng này. Rất là cảm động ở cái hành động cuối cùng này. Thưa quý vị khán giả, khi mà nghe giao nhiệm vụ thì chúng ta tưởng chừng đây là một nhiệm vụ hết sức là đơn giản. Nhưng theo dõi hành trình rồi chúng ta mới thấy các bé đã mang đến cho chúng ta biết bao là cảm xúc, đúng không ạ? Cảm ơn quý vị khán giả đã ngồi trước màn ảnh nhỏ để chia sẻ những khoảnh khắc này của chương trình Con Đã Lớn Khôn. Và chúng tôi cũng xin được chân thành cảm ơn nhà tài trợ nhãn hàng sữa tươi sạch TH True Milk đã luôn đồng hành cùng chương trình. Xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau. Chương trình do công ty MCV thực hiện.